Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Kính thưa quý vị, mới đây vụ việc một cô gái sinh năm 2003 bị sát hại dã man tại Lai Châu đã khiến cho dư luận không khỏi bàng hoàng bởi sự máu lạnh của thủ phạm. Sau khi ra tay tàn độc, đối tượng đã nhanh chóng bỏ trốn. Tuy nhiên, với sự quyết tâm bắt hung thủ ra ánh sáng, chịu tội trước pháp luật, lực lượng công an đã thành công truy bắt đối tượng sau 24 giờ gây án. Sáng ngày 7 tháng 3, Đại tá Phạm Hải Đăng thông tin sau 24 giờ gây án, Công an tỉnh Lai Châu đã bắt được đối tượng Lò Văn Sươm, sinh năm 2001, quê tại huyện Sìn Hồ, Lai Châu trong vụ án mạng tại bản Phiêng Áng, xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên khi người này đang lẩn trốn. Theo Đại tá Phạm Hải Đăng, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng vào cuộc quyết liệt để bắt giữ đối tượng một cách sớm nhất có thể. Công an tỉnh Lai Châu đã huy động 260 cán bộ chiến sĩ cùng hơn 100 dân quân, an ninh bản, lập nhiều chốt chặn, nhiều tổ tuần tra, vây kín các lối mòn, cửa rừng. Với địa hình núi rừng hiểm trở, lực lượng chức năng đã sử dụng thiết bị nghiệp vụ hiện đại với quyết tâm không để đối tượng trốn thoát. Kể lại quá trình truy bắt đối tượng, Đại tá Phạm Hải Đăng cho biết, chiều ngày 6 tháng 3, đối tượng ra khỏi vị trí ẩn nấp. Lực lượng công an đã đuổi bắt trong quãng đường 2 km. Vị trí bắt được đối tượng là ở bản Nà Ban, xã Thân Thuộc, giáp với xã Nậm Cần. Khi tiếp cận đối tượng ở cự ly gần, lực lượng công an phát hiện là người này có dấu hiệu tự chấm dứt cuộc sống khi tự gây thương tích cho bản thân. Rất nhanh chóng, một tổ công tác đã áp sát và khống chế đối tượng, ngăn chặn hành vi và đưa đến cơ sở y tế điều trị. Theo Đại tá Phạm Hải Đăng, quá trình truy đuổi đối tượng của lực lượng công an diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng hanh khô. Địa hình hiểm trở, đồi núi trải dài, nhiều hướng có thể tẩu thoát. Song với nỗ lực quyết tâm cao độ, đối tượng đã bị bắt giữ. Cũng theo Đại tá Phạm Hải Đăng, đối tượng là người nghiện ma túy và khi gây án đã có sử dụng rượu bia. Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, hoàn thiện thủ tục, đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật. Trước đó vào chiều ngày 5 tháng 3, Lò Văn Sươm đi uống rượu ở bản Phiêng Áng về, đã bị chị L chửi mắng đuổi ra khỏi nhà của mình. Trong quá trình hai người cãi nhau, nghi phạm Sươm đã lấy dao tác động mạnh vào vùng cổ của chị L, làm nạn nhân tử vong tại chỗ.